Thời điểm hiện tại, toàn bộ 19 tỉnh thành trên khắp miền Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Theo đó, thì người dân hầu hết phải ở trong nhà, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết. Trước đó, nhiều người đã tranh thủ đi siêu thị để mua hàng hóa dự trữ và chất đầy tủ lạnh, đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như gia đình trong mùa dịch này. Mới đây, thì một thanh niên đã đăng đoạn clip trên TikTok khoe những thứ có bên trong chiếc tủ lạnh nhà mình. Trong đoạn video, chàng trai nhí nhỏm: "Trời ơi, đã nói là nhà không có dầu mà sao mọi người cứ comment nói nhà mình dầu?" Xem đoạn clip thì ai cũng biết, thực chất chàng trai kia chỉ đang hài hước cà khịa một số bình luận chê mình nghèo chỉ vì không có trứng trong tủ lạnh. Đáp lại một số bình luận đó thì chàng trai đã khoe khoang mình có 40 quả trứng gà, 20 quả trứng vịt và 10 quả trứng muối. Thậm chí lát sau, thanh niên này còn bê trên tay rổ trứng tới 50 quả trứng gà ta. Chưa dừng lại tại đó thì chủ nhân đoạn video còn khoe ngăn mát tủ lạnh chất đầy các loại rau củ và thịt cá, những thứ mà trước đó dân tình rần rần vì khó mà mua được.